Theo khảo sát của phóng viên bản tin, nhà phố tại Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến đang được giao với mức giá từ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng một mét vuông. Tại phố Tràng Thi, giá nhà đang được giao bán từ 900 triệu đến 1,4 tỷ đồng một mét vuông. Thậm chí những căn có vị trí đẹp view Hồ Gươm có giá lên tới 1,8 tỷ đồng một mét vuông. Đáng chú ý, tại các phố Ấu Triệu, Hàng Bông, Hàng Đào xuất hiện những căn nhà phố có giá bán dao động từ 2 đến 2,4 tỷ đồng một mét vuông. Tuy nhiên, những căn nhà tại phố cổ có giá trị cao nên khả năng thanh khoản thấp, bởi số tiền để sở hữu một căn hộ ở đây rất lớn. Bên cạnh đó, việc cho thuê kinh doanh hiện nay cũng khó khăn hơn trước, nên những nhà đầu tư dòng tiền phải tính toán rất kỹ mới chốt mua. Như vậy, dù giá giao bán đang rất cao nhưng hầu như không có người hỏi mua những căn nhà này.